Sầu bước vào trong bar không cần bánh đi lại nhà lo mà nãy nhà lo mà thích mặc sexy rồi ra selfie giờ 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 gọi cuộc đời là những việc đáng khiến nước mắt ai rơi thành dòng và lúc đứng đâu vào trong và đồng tiền dễ biến co thành không ta mang suy tư chất đông như con người ta chơi với khoảng rộng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
봐. 친구해도 괜찮잖아. 우리. 라면은 너 혼자 먹어.